Mình xin chúc mừng năm bạn có tên trên màn hình đã nhận được mỗi bạn 1.000 kim cương ở mini game lần trước của mình. Hôm nay lại tiếp tục có mini game cho bạn chơi. Câu hỏi của hôm nay đó chính là: trong clip này mình đã bắn được bao nhiêu kill one shot? Để có đáp án chính xác nhất thì các bạn sẽ phải xem hết clip này của mình, và các bạn nhớ là comment đáp án thật là chính xác, kèm với lại số ID bên dưới. Mình sẽ tặng cho 5 bạn ngẫu nhiên mỗi bạn 1.000 kim cương các bạn nha. Còn bây giờ thì chúc bạn xem video vui vẻ. Shopbird Gaming FF.com đang có chương trình nhân 3 nạp thẻ ở mọi mệnh giá. Chỉ với 100k các bạn sẽ được nhân lên thành 300k. Cùng rất nhiều các vòng quay có cơ hội nhận đến hàng chục nghìn, trăm nghìn kim cương. Ngoài ra còn rất nhiều tài khoản FIFA VIP đang chờ đợi các bạn. Hãy nhanh tay truy cập ngay Shopbird Gaming FF.com, link dưới phần mô tả và ghi ở phần bình luận các bạn nha. Ok, hello. Xin chào các bạn trở lại với video tiếp theo mình, thì nó bớt rồi mình đây. Chúc bạn có một ngày mới thật vui vẻ và có hẳn ra xem thật thú vị nhá. Ok, hôm nay mình muốn thông báo với bạn một tin buồn là mình hiện tại đang ở cái mức rank bị rớt xuống cao thủ 60 sao các bạn ơi. Hôm trước mình bắn lên 76 sao thì thách đấu, mà hôm nay cái mức thách đấu thì lên tận 98 sao rồi. Tức là mình đang thiếu tận 38 sao nữa mới lên thách đấu bạn ơi. Vì sao? Tại vì là mình làm clip tanh bo bạn ơi. Trời ơi, tanh bo và toàn tụt sao. Để mình cho bạn xem nhá. Đây, bạn nhìn này, tanh bo tử. Đây, đây bạn nhìn này, tanh bo tử chiến đây. Má là toàn bị tụt rồi. Really nigga. Ok bạn ơi, hôm nay mình sẽ quyết định lên 100 sao ở clip này. Vậy oh my god, bạn không phải xem những clip sau nữa. Trong clip này mình sẽ phải lên được 100 sao. Ok nhá bạn nhá. Và chỉ ghép ngẫu nhiên. Ui các bạn ơi, bên mình anh bơ cho mình à. Trời, anh bơ cho mình à. Ui idol. Ui các bạn ơi, mình gặp toàn mấy mấy sao này, và có một thằng trong quân đoàn mình luôn mà. Wow, thật đấy, trong quân đoàn mình này. Phải trưởng ạ. Chị ơi, bơ cho mình kìa. Bơ cho mình là ai? Bạn trưởng có cả gái luôn ạ. Chị em đây. Ai? Ai? Đừng chị kể là người yêu cũ chị đây làm gì? Hả? Cái gì đấy? Là... anh yêu cũ tôi. Này. Cái gì đấy bạn vừa nói gì? Tên gì hả? Anh tên Quang đây. À, cái... chị em đây có gì? Chị nhớ không? Chị nhớ rồi, cái anh nói trước chị kể đấy á. Đúng rồi. Cái gì đấy mấy bạn người nói yêu... nói cái gì đấy? Như người yêu cũ chị, người yêu chị đúng không? Đó chứ chị kể người yêu chị này. Đâu, bọn chị chia tay rồi. Cái gì đấy? Mấy bạn đây nói cái gì đấy? Chia tay rồi. Alo. Ủa mấy... anh bớt. Dạ, ai đây, ai đây? Em qua anh này. Nhưng mà fan anh nghe cái gì người yêu cũ vậy? Chia tay rồi là sao? Cái chị em người yêu cũ của anh đây. Mày điên. Anh làm gì có người yêu cũ là chị mày mà mày là ai? Thật, em fan anh. Em anh làm gì yêu chị. Anh làm gì yêu chị của fan bây giờ mình ngáo. Thật, không phải. Không tin anh bảo chị em mà xem. Ui, chết rồi, bom. Đúng không chị? Ê. Anh không nhận ra em mà. Thật chứ chị em còn kể với anh mà. Nhưng mà anh yêu chị mày bao giờ? Từ cứu anh đã rồi yêu gì thì yêu sau đi. Đó chứ chị em kể với anh suốt. What? Ui chết rồi. Ai ôi, chết rồi. Anh không nhớ. Từ để anh tập trung phát. Bạn gái cái tên là gì? Em tên Mi ạ. Tên là gì? Tên là Trà Mi. Trà Mi, anh làm gì yêu ai? Tên là... làm gì? Người yêu cũ à? À, Trà Mi à, có phải là Trà Mi à? À, anh nhớ hết đấy nhở, trùng hợp đấy. Từ đợt nọ chia tay anh cũng kiểu không liên lạc nữa nên là anh cũng không để ý. Ok em, nó hết thế kia. Thôi xong rồi. Đến được. Thôi xong. Trà Mi vẫn còn chơi game này cả. Anh vẫn chơi chứ. Ui vãi thưởng ạ. Không hiểu sao anh đang quay clip lại gặp em luôn đấy. Ảo thật đấy. Trời ơi, sao trùng hợp thế. Anh đang quay video leo danh thì anh gặp người yêu cũ cho bãi trưởng ạ. Nhưng mà người yêu cũ này thì khả năng là các bạn không biết đâu. Các bạn ơi, bạn Trà Mi là người yêu cũ của mình mất ạ. Hồi đấy là mình đang học lớp 12. Mình chỉ chưa làm YouTube mà mình vẫn chơi game, mình đã chơi game FIFA rồi ấy. Hồi đấy hai đứa kiểu yêu nhau qua game ấy. Thế mà bây giờ Tiên Hên bãi trưởng lại gặp nhau được ạ. Ảo thật đấy. Bạn Trà Mi bằng tuổi mình.
Ok, trong mai chữa gọi thằng này không hiểu sao. Trời ơi, yêu đương vào cái là mẹ bắn mất tập trung luôn ạ. Đấy là yêu Trà My qua game. Gặp hình như gặp được mấy lần nhỉ Trà My, gặp được 2 lần đúng không? Hình như là 2 hay 3 lần ấy. Em chẳng nhớ. Cũng khá lâu không mà nhớ được. Yêu vào cái là trông Trà My, nhắc đến yêu được cái Trà My không bắn được luôn đó. Thôi chết rồi. Ui nóc xưởng này. Anh mang kỹ năng tanh bo. Mọi người ơi, nhiều cua cho anh máu, nhiều cua cho anh xin máu. Nói thế chịu rồi chứ, biết sao giờ. Anh chị quay lại đi. Mày bị điên à? Thì quay lại đi, chị bây giờ biết đâu chị em có yêu mới rồi thì sao? Chị em không có đâu. Chưa có à? Thật. Thật, em pha này. Thằng kia nói ít thôi. Nói linh tinh. Bơ rơi cố leo lên đi. Cover anh, cover anh. Ui nó bắn anh nhỉ, không kịp lên rồi, chết rồi. Thằng em nó nói anh làm YouTube em một cái trước, em không biết anh làm YouTube luôn đấy. Dạ, yeah, thằng em là cái thằng mà vừa nói chuyện đấy á. Cái thằng nó bảo fan anh đấy. Trước nhắc đến Đất Kiếm Minh nhưng mà mẹ không biết. Ừ đấy, anh tập trung ngay được không? Nó đang cứu đúng không? Mất rồi. Trời ơi, đang bắn bình thường một tiên yêu đương cái gì? À khoan đã, Trà My ơi. Cái gì anh? Anh kết bạn được không? Ra nói chuyện tí. Yeah boy. A few moments later. Ôi các bạn ơi, thầy không hiểu sao luôn ấy. Mình đẹp, thầy không hiểu sao lại gặp được yêu cũ trong game ạ. Vậy bạn này kiểu lâu lắm rồi không gặp. Người chơi gần đây này, để mình xem nào. Này, bạn trưởng ạ. Alo anh Bơ ơi. Gặp luôn cả thằng trong quân đoàn này. Cái thằng này kệ đi. My ơi, dạo này em làm gì rồi? Dạo này á, em vẫn bình thường thôi. À, thế bây giờ đang yêu ai rồi? Ôi yêu ai rồi đi. Nói thế mà con điệp quá. Bây giờ chưa có người yêu? Em chưa. Thế bây giờ hai chị yêu nhau đi. Em fan anh Bớt mà. Yêu lại nhau đi. Tao lấy mày. Mày nói cái gì đó em? Trời ơi à. Chị yêu lại anh Bơm đi. Thằng bé cu te phết gì ạ? Dễ thương đấy, em bao tuổi rồi? Em năm nay lớp 9. Lớp 9 á? Ôi bảo sao hồi đấy yêu chị mày mà anh không biết mày mẹ. Chứ chứng tỏ là hồi đấy mình mới có lớp 5 đúng không? Còn nhỏ vãi. Đúng rồi, nhưng mà chị em kể với anh suốt đấy. Kể với cái gì? Kể là anh Bơm mua chị đồ ăn các thứ. Ui trời, mấy mình. Mấy có biết anh đang quay video không? Đừng có nói mấy cái đấy ra. Trời ơi. Mua đồ ăn thì nó bình thường mà. Đúng này. Thế My ơi, anh hỏi tí không? Sao anh hỏi đi. Từ khi chia tay anh, em yêu được mấy người à? Em yêu được có 2 người. Ôi dồi ơi, 2 người á? Ôi giống anh đấy. Đúng rồi. Thế bây giờ còn yêu không? Bây giờ em không. Mẹ và anh em vẫn độc thân mà. Vẫn độc thân. Thế bữa hai anh chị quay lại với nhau đi. Hai người cũng đang độc thân mà. Nani? Nani? Sao mà đó được? Trời ơi, mẹ em không biết cái gì. Chị quay lại, hai anh chị quay lại với nhau đi. Nói thì dễ nhưng mà làm mới khó vậy. Đúng. Đấy, trưởng. Ôi dồi ôi. Ngại thế nhỉ, vậy tí gặp lại yêu cũ ngại bé trưởng. Các bạn chồng mình nãy giờ mình đỏ hết mặt rồi. À thế chứng tỏ, thế chứng tỏ là đợt đấy, sau đợt đấy chia tay là em không quan tâm anh nữa, kiểu không để ý đúng không? Không để ý yêu cũ đúng không? Em biết gì đâu. Không để ý mà giờ gặp lại vẫn nhớ á. Làm gì có chuyện đấy. Vừa nãy gặp lại nếu mà không có thằng em chắc là anh cũng chẳng biết. Nhờ nó cả đấy anh ạ. Thôi được rồi, thế thì bây giờ kết bạn rồi, khi nào rảnh thì vào chơi thôi. Trà My, tự hào Trà My anh hỏi tí. Sao anh ạ? Bây giờ em đang làm gì? Em có đi làm gì không hay là đang ấy không? Hay ở nhà? Em đi làm được một thời gian rồi ạ. Em làm gì rồi? Trả lời sao anh? Không tiết lộ công việc à? Khó nói không anh ạ? Khó nói. Ok thế thôi, anh không hỏi nữa. Vâng thì chắc anh ấy nhá, anh ọp đây. Ừ, khi nào rảnh chơi sau. Chào My ơi, quay lại với anh Bớt đi. Em Bớt nào? Anh cầm mồm đi. Không em.
nói linh tinh. Thôi nhá, nào rảnh anh rủ chơi. Đây bạn ơi, đây mình kể cho bạn một tí nhá, là bạn Trà My này là mình yêu bạn ấy từ hồi lớp 12 và đến đoạn tầm cuối năm mình chia tay, và yêu qua game luôn đấy các bạn ơi. Đấy, vãi trưởng luôn ấy. Kiểu hồi đấy vệ hai đứa yêu nhau qua game gần một năm, giỏi thật. Thế mà bây giờ vệ hên gặp được nhau, mà hồi đấy bạn Trà My block Facebook mình luôn mà không liên lạc được nữa ấy các bạn. Đấy. Thế mà gặp lại bạn ấy vẫn nói chuyện mình là thành niên, cứ bảo là quay lại đi, thì là mình ngại vẽ trưởng các bạn ơi. anh em có vote quay lại không? Quay lại để cho anh em biết được là biết mặt người yêu cũ của mình như nào. Thôi, nói chung là anh em có ý kiến gì cứ comment bên dưới nhá. Chắc là clip kết thúc các bạn ơi. Bây giờ muốn leo danh cũng chẳng được nữa rồi. Trời ơi khổ quá. Ngại vẽ trưởng. Cút mẹ một sao ấy. Ok. Bye mọi người nhá. Chúc mọi người tốt lành. Hôm nay là leo danh không thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo leo danh sau.